Bộ chuông cửa đinh đong có dây 12V. Ở đây thì bộ chuông cửa sẽ hoạt động với điện áp là 12V DC và sẽ báo tiếng chuông đinh đong khi chúng ta chập hai dây của bộ chuông cửa, hay còn gọi là ngắn mạch nha các bạn. Thì bộ chuông cửa sẽ báo hai tiếng chuông đinh đong liên tục. Chúng ta có thể ứng dụng báo khách, báo động hoặc là báo trộm nha các bạn, với âm lượng là 90 dB. Và ở đây trên bộ chuông cửa sẽ có 4 dây, hai dây đỏ đen dùng để cấp nguồn 12V cho bộ chuông cửa, và dây xanh lá cây và dây màu vàng là hai dây dùng để kích tín hiệu nha các bạn. Khi hai dây này chạm với nhau thì bộ chuông cửa sẽ kêu hai tiếng liên tục đinh đong nha các bạn. Và để xem được các thông tin chi tiết khác cũng như là sơ đồ lắp đặt thì các bạn có thể truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với mã của sản phẩm. Bên trong website sẽ có các thông tin chi tiết khác của mạch cũng như là sơ đồ lắp đặt và video hướng dẫn. Và đặc biệt hơn, các video hướng dẫn cũng như là các chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật trên kênh YouTube cũng như là trang fanpage của điện tử DT. Các bạn nhớ like và theo dõi trang fanpage cũng như là kênh YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ video cũng như là chương trình khuyến mãi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.